6 triệu, mình cần một chiếc máy mới, chơi game dùng được 3 năm, tư vấn mình với, gấp lắm rồi và có luôn cho bạn Sơn Chiến nhá. Chúng ta sẽ đến với chiếc máy đầu tiên ngay bây giờ. Mừng quốc tế phụ nữ thắng vàng Xiaomi, tặng 30 suất mua Redmi K50 Pro, K40 Pro giá trị từ 6.666.000. Đến tham quan cũng có quà, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, bốc thăm trúng thưởng ngay máy tính bảng Galaxy Tab A7 Lite trị giá 4.990.000, duy nhất vào ngày mùng 5 tháng 3, 2023 tại địa chỉ Điện thoại Hay, 208 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Chiếc máy đầu tiên đó chính là Redmi Note 11T Pro. Chiếc máy này thì nó được trang bị con chip Dimensity 8100 với cái hiệu năng có thể ngang ngửa với cả con chip Snapdragon 888. Và con chip Dimensity 8100 này đến từ MediaTek, nó sẽ chỉ xuất hiện trên những cái mẫu máy như Redmi K50, Redmi GT Neo 3 và có mức giá từ 7 triệu trở lên. Vậy mà bây giờ anh em chỉ cần bỏ ra số tiền độ khoảng tầm mà gần 6 triệu thôi đã có thể sở hữu một cái hiệu năng tương đương rồi. Với viên pin dung lượng hơn 5000 mAh được tích hợp trên con Redmi Note 11T Pro này thì anh em sẽ có từ 4 cho đến 5 tiếng chơi game liên tục thì mới cần phải sạc lại, và tốc độ sạc của nó thì cũng rất là nhanh. 67W cho phép chúng ta chỉ cần mất 30 phút thôi là sạc được đầy 50% pin. Và với một mẫu máy chơi game được trang bị tần số quét là 144Hz thì sẽ cho anh em một cái trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt. Nhưng chỉ tiếc ở một điểm là màn hình này chỉ được trang bị tấm nền IPS LCD và cái sản phẩm này ở thời điểm hiện tại nó đang cháy hàng. Chuyển sang chiếc máy thứ hai, đó chính là chiếc Redmi GT Neo 2. Nó sẽ đồng đều và hài hòa ở nhiều yếu tố hơn để cho anh em cân nhắc nhá. Với hiệu năng là con chip Snapdragon 870 đến từ Qualcomm thì mặc dù đã ra mắt được 2 năm rồi nhưng cái hiệu năng của nó ở thời điểm hiện tại vẫn đủ để đáp ứng cho anh em chơi game trong khoảng tầm 3 năm nữa. Màn hình của Redmi GT Neo 2 thì sẽ khắc phục được cái điểm yếu ở trên chiếc Redmi Note 11T Pro khi nó được trang bị tấm nền Super AMOLED đi kèm với tần số quét là 120Hz, cực đẹp và cực kỳ mượt luôn. Với dung lượng pin là 5000 mAh đi kèm với công suất sạc 65W thì nó cũng cho anh em một cái thời lượng chơi game y hệt như là trên Redmi Note 11T Pro. Nhưng mà chiếc máy này lại hay ở một cái chỗ là nó chỉ mất độ khoảng tầm 40 phút thôi là anh em đã sạc đầy 100% viên pin 5000 rồi. Và mình còn một sự lựa chọn nữa dành cho các anh em có sở thích chơi game trên những mẫu máy iPhone thì khoảng giá từ 5 cho đến 6 triệu thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là iPhone XR cũ với con chip được trang bị là Apple A12 Bionic thì vẫn cho phép anh em có thể chiến được những cái tựa game như là Liên Quân, PUBG ở mức đồ họa là trung bình mà thôi. Và chắc chắn là nếu như mà xét về mặt cấu hình hay là hiệu năng thì nó sẽ không cho anh em một cái khả năng chơi game ngon như là hai cái mẫu máy Android mình vừa mới tư vấn ở bên trên. Và qua ba mẫu máy mình vừa mới tư vấn cho anh em thì có lẽ là trong phân khúc 6 triệu thì chỉ có những cái mẫu máy Android đến từ thị trường Trung Quốc thì mới có thể đáp ứng được cho anh em về cái mặt hiệu năng cũng như là cái mức giá ổn áp ở khoảng tầm 6 triệu đồng. Và trong trường hợp nếu như mà anh em đang xem video này mà chiếc Redmi GT Neo 2 nó đã bị hết hàng rồi thì tôi vẫn có một cái phương án nữa backup cho anh em, đó chính là chiếc Redmi Q5 Pro. Nó cũng được trang bị những cái thông số y hệt như là trên Redmi GT Neo 2, nhưng khi mà up lên cái bản ROM quốc tế thì anh em lại còn có cả chế độ GT để tối ưu cho khả năng chơi game ok hơn. Và cái điểm cải tiến của nó so với cả Redmi GT Neo 2 đó chính là công suất sạc 80W, anh em chỉ cần bỏ ra độ khoảng tầm hơn nửa tiếng thôi là đã sạc đầy viên pin 5000 rồi. Nên câu trả lời của mình dành cho câu hỏi của bạn Sơn Chiến ở trong video này thì có lẽ bạn ưu tiên về hiệu năng chơi game cũng như mức giá rẻ thì Redmi Note 11T Pro là cái sự lựa chọn ngon nhất ở trong phân khúc 6 triệu với điều kiện là nó còn hàng. Còn nếu như mà các bạn đang cần gấp một chiếc máy để có thể sử dụng ngay ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là không còn một cái sự lựa chọn nào khác ngon hơn Redmi GT Neo 2 hay là Redmi Q5 Pro đâu. Và đó là sự lựa chọn của mình ở trong phân khúc 6 triệu. Nếu như mà anh em đồng ý thì hãy tặng tôi một like, subscribe và đừng quên ấn nút chuông để ủng hộ kênh YouTube của Điện Thoại Hay. Nếu như mà anh em có một sự lựa chọn nào khác thì hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong chuyên mục hỏi đáp sau.